trước, bên cạnh những tác dụng trong việc giúp cơ thể thư giãn, giải tỏa căng thẳng và giảm đau, phụ nữ trên khắp thế giới đã biết tận dụng tinh chất và độ ẩm mượt của các loại tinh dầu thiên nhiên để tiếp thêm dưỡng chất cho mái tóc và làn da. Tinh dầu được chiết xuất từ hoa, lá cây, thân cây, vỏ cây và rễ cây. Nó có tác dụng đến hệ thống sinh lý trong cơ thể một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là chị em phụ nữ, đặc biệt là những ai yêu thích việc làm đẹp thì không còn xa lạ với các loại tinh dầu bởi nó mang lại những lợi ích cả về sức khỏe lẫn sắc đẹp. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết là từ những loại tinh dầu nguyên chất thì chúng ta cũng có thể làm được những loại mỹ phẩm từ thiên nhiên rất là có lợi mà lại đơn giản nữa. Liệu pháp sử dụng tinh dầu là một phương thức tự nhiên mang lại nhiều hiệu quả trong việc làm giảm căng thẳng, chống mất ngủ, chống nhiễm trùng và giảm đau. Những lợi ích về mặt sức khỏe như trên chỉ là một vài nét chấm phá trong bức tranh tổng thể về lợi ích của tinh dầu. Và hy vọng người sử dụng tinh dầu sẽ mở ra nhiều khám phá mới về lợi ích của món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.